5 năm qua, hàng loạt các công trình trọng điểm mang tính động lực trên địa bàn quận Liên Chiểu được triển khai đầu tư đồng bộ. Có 398 công trình được đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng đô thị với tổng số vốn đầu tư là hơn 686 tỷ đồng, khớp nối 633 tuyến đường với quy hoạch chung của thành phố với tổng chiều dài là 134,4 km. Giai đoạn 2015-2020, quận Liên Chiểu đã phối hợp với các ngành chức năng thành phố thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, chú trọng nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông kiệt hẻm trong khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, khắc phục dần tình trạng ngập úng trong mùa mưa, đã hoàn thành 98,2% bê tông hóa kiệt hẻm, 99% hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư, 100% hộ gia đình được cung cấp nước sạch. Năm 2021, quận Liên Chiểu đã chủ động thúc đẩy việc triển khai một số dự án tạo động lực đã có chủ trương dừng chậm triển khai trên thực tế như tái khởi động dự án Làng Vân, đầu tư nâng cấp trung tâm y tế quận Liên Chiểu lên quy mô 500 giường, dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc, dự án khu trung tâm văn hóa kết hợp nhà văn hóa thiếu nhi phía Tây thành phố, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai một số dự án mới, nghiên cứu đề xuất đầu tư một số công trình văn hóa công viên, vườn dạo, tạo cảnh quan kiến trúc, phục vụ dân sinh trên địa bàn quận Liên Chiểu.